Mời nhà trai. Rồi chào trai, ngồi đi em. Trời ơi, cưng quá không. Xin mời nhà gái. Trời ơi, chào cô công chúa. Bây giờ hai bạn đã ngồi đối diện với nhau, chỉ cách có cái bờ rào tình yêu thôi. Mời em trai. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả và chào bạn nữ kế bên. Chào em. Em giới thiệu là em tên là Nguyễn Anh Vũ, em 25 tuổi và em đến từ Gò Vấp và làm việc ở Bình Thạnh ạ. Vũ làm gì Vũ? Dạ buôn bán kinh doanh quần áo ạ. Hiện nay con ở với ai? Con ở với mẹ với ba. Bây giờ có mình con hả? Dạ có mình con. Rồi khỏe con một luôn. Dạ. Mời nhà gái. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Xin chào bạn nam kế bên. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh. Em năm nay 26 tuổi và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là MC tự do và kinh doanh ạ. Trời ơi, MC nha. Chào bạn đồng nghiệp bên đó nha. Dạ. Bên đây chú rể tương lai tên Vũ nha. Bây giờ thì mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Vũ. Dạ ưu điểm của con là hòa đồng. Không biết cái này có gọi là ưu điểm không, nói là trong những cái buổi tiệc á, con thường thường là sẽ đẩy mút cái chương trình ở cái buổi tiệc đó lên. Vậy và... con cũng làm MC được đó Vũ. Cái này con chưa thử. Bây giờ thử con giới thiệu đám cưới của Đan Quỳnh với dì Vũ đó thử coi. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc gì đó thử coi. Xin chào mọi người, hôm nay đến với buổi đám cưới của Nguyễn Anh Vũ và Đan Quỳnh. Con còn không biết. Chắc làm MC không được. Không được. Dạ. Ok. Dạ, con khuyết điểm của con là con chắc ngại trước đám đông lần đầu tiên gặp á. Còn khi mà đã gọi là quen biết nhau rồi thì sẽ lầy lội lắm. Dạ lầy lội lắm. Dạ đúng rồi. Còn có khuyết điểm gì không? Con ngủ nướng nhiều lắm. Con hay ngủ nướng lắm. Công việc cũng hay bị trì trệ vì công việc ngủ nướng của con. Con đặt báo thức 3-4 lần mà cũng cũng như không à. Báo thức đạp đồng hồ rớt xuống là mỏng như vậy đúng không? Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà trai nghe nè. Hình như em có cảm giác là có nhiều điểm tương đồng ở đây. Ưu điểm là rất là hòa đồng và tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng mà nhược điểm thì cũng như bạn nam là cũng ngủ nướng mà. Trời ơi, hai đứa này muốn lấy nhau đẻ con nha. Tới giờ cho con bú nha. Đập luôn đồng hồ nha. Ngủ là một cách để mình thư giãn cũng như là tận hưởng cuộc sống. Thật ra biết sao, sau này khi mà em lấy chồng, em có con rồi á, con em đã đồng hồ báo thức á. Dạ đúng rồi. Không có cái đồng hồ báo thức nào mà nó hiệu nghiệm bằng tiếng nói của đứa trẻ. Nói vậy thôi chứ giờ các bạn còn trẻ, các bạn nói ngủ nướng chứ khi các bạn lập gia đình rồi á, hàng trăm thứ phải lo. 5 giờ sáng thức dậy rồi các bạn ơi. Không lo chuyện đó đâu. Mình nói chút xíu về đường tình duyên đi Vũ. Mối tình mà gọi là nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Dài quá ha. Người bạn gái đó cũng đi nước ngoài nên chúng con chia tay. Còn những mối tình khác là chắc được 2 mối tình, được cách nhau khoảng chừng 1-2 tuần rồi. Nói chung chưa có mối tình nào chính thức. Tháng không rồi đúng không? Dạ, tổn như tháng không rồi, chứ không được năm. Tình yêu đến giờ đi nó nhanh nhẹn quá ha. Rồi, nhà gái của mình thì sao? Dạ, em cũng có ít mối tình và cũng không kéo dài à. Có nhiều điểm tương đồng với bạn nam quá à. Có thể là chưa hiểu về tình yêu hoặc là mình chưa biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Cả hai bên đều chưa yêu. Giờ chúng mình nói về tương lai đi ha. Đúng rồi. Ừ, cô gái nghĩ xem là cô gái có muốn một người bạn trai như thế nào nè, hình dáng ra làm sao? Dạ em thích bạn nam của em cao ạ. Chỉ tiên là phải cao. Rồi, chờ chút xíu. Chào em. Yeah. Cũng được em ơi. Tạm tạm. Bây giờ chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang. Không, chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang mình ngùng. Rồi gì nữa? Dạ, mũi cao, mắt to, cười duyên ạ. Quay ngang chị Lan coi. Dạ. Ừ. Quay qua kia. Mũi cũng tạm cao. Mũi thì không cao bằng mũi chị Lan nha. Nhưng mà có duyên được rồi. Dạ. Rất là có duyên. Ừ. Dạ, chắc là thích kinh doanh. Giống đấy, con. Thích kinh doanh giống con rồi. Còn không thích điều gì đàn ông nữa nè. Không thích cái tính hay ghen ạ. Có ghen không Vũ? Dạ không, con từ tới không ghen. Không ghen. Hồi đó bộ bị hay bị ghen lắm, hay sao mà giờ sợ vậy? Dạ quen. Đúng rồi, bạn nam hướng ngoại và thích thích mình được mang đồ đẹp, make up đẹp, ra đường lúc nào cũng lung linh mà bạn nam không ghen là được. Trời ơi, rất muốn với bạn gái luôn đó. Trời. Rất là mong bạn gái như vậy. Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, quá trời hợp. Điềm đạm nhưng mà vẫn đáng yêu, dễ thương như anh Phan Mạnh Quỳnh ạ. Phan mạnh lắm. Duyên diện đưa ra chú thấy là ok. Vậy thì bây giờ sẽ hỏi nhà trai nè, mong muốn bạn gái như thế nào? Em muốn bạn gái là cứ vui vẻ hòa đồng. Em muốn lúc nào bạn gái cũng cứ cười. Em cứ khoái nụ cười của bạn gái lắm. Em rất là thích bạn nữ cười. Vậy thì đừng làm cho ta khóc. Nếu mà yêu nhau thì phải khóc rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng làm cho bạn nữ cười thật nhiều hơn, để bù đắp lại cái những cái lúc khóc đó. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nè Quỳnh? Dạ con đi một mình. Một mình. Em đi với ai? Em đi với em gái. Em ruột hả con? Dạ em mưa. Em mưa. Em mưa hả? Em mưa hả? Em mưa nhưng chưa nuôi ngày nào. Em nuôi nhưng chưa nuôi ngày nào. Dạ. Cũng là cũng mai mối nhưng mà cũng không có gặp giờ tình thân thôi đó. À wow. Trời đất ơi. Wow, rất là quý cái tình cảm này lần nha. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đó. Em thấy cái cô gái này tương lai làm sao? Hợp với lại cái bạn này không?
Dạ, thế em nghĩ là chị gái dễ thương hợp. Chị thấy cũng kiểu là cười cười rồi nhiều, cười ngại ngùng. Hồi đó em có hay cười? Bình thường này em đã sầu đã cảm. Một người xém là người yêu đi tìm người yêu cho người xém là người yêu của mình. Tuyệt vời quá. Cũng cảm ơn tụi em. Cảm ơn hai đứa. Rất là hay ha. Bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Dạ, em chào anh. Tặng em món quà. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà dành tặng cho anh ạ. Em là một người rất là đam mê mùi thơm nên em sẽ tặng cho anh túi thơm ạ. Ở trong đây thì có rất là nhiều túi thơm. Những cái túi này thì mình sẽ để ở phòng. Nếu mà anh ra ngoài á, anh sẽ đóng cửa phòng lại đúng không? Thì khi mà anh về nhà anh mở ra thì mùi hương này tỏa ra thì lúc đó anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em. Đến với chương trình xin hát tặng chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan với mọi người đây, với bạn nữ một bài hát rồi tới luôn ạ. Hay, tới luôn. Hát nha. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thanh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đúng ngày mùng 2 có ai đi em ơi em ở đâu. Anh mang châu cao của anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, qua xa to thịnh kho rau muống. Thâm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau nên dây ta hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây ta hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình tăng cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau. Yeah. Dễ thương quá. Có duyên đấy Vũ, được đó Vũ. Dễ thương quá, nhà gái. Mình đáp lại một bài để tại vì cũng cô đơn lâu đó nên em sẽ hát một đoạn trong ca khúc Cô đơn trên sofa. Wow. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mưa phải tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phải màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Đừng buông lời hứa, rồi lại vừa rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm để đem, gieo tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Hay quá. Đúng là hai bên là một chín một mười luôn đó. Anh rất là thích khi mà mình đi hát karaoke hai người song ca. Em anh cho hỏi là em có uống được bia không ạ? Em có biết uống. Anh thích là hai đứa mình uống một vài ly bia và hát cùng nhau. Anh rất là thích cái kiểu đó. Anh thì cũng không có nói được cái lời hay ho đâu. Thì anh chỉ mong sao là em sẽ bấm nút. Nếu mà chúng ta yêu nhau á, lâu thì món quà sẽ to dần hơn. Anh dám khẳng định điều đó. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Cái nhìn đầu tiên của em thì anh giống Nguyễn Đình Vũ. Cũng trùng hợp là em từng đứng chung sân khấu và song ca với anh Vũ rồi. Thì rất hy vọng là sắp tới em sẽ được song ca với anh. Bây giờ mình nói về quan điểm hôn nhân gia đình, suy nghĩ của mỗi bên đi. Anh muốn lập gia đình vào khoảng độ tuổi bao nhiêu? Anh hiện giờ đang là anh tính là khoảng chừng 2 năm nữa. Tại vì công việc của anh cũng đang bắt đầu là mới. Mình ra bắt đầu kinh doanh thôi. Dạ. Anh nghĩ là tầm khoảng 2 năm nữa thì nếu mà được thì chúng ta sẽ cưới nhau được. Còn nếu mà em muốn cưới sớm hơn thì cũng anh sẽ cố gắng được, không sao hết. Chiều ý em hết. Dạ, anh có biết nấu ăn không? Nấu ăn anh biết. Anh biết nấu ăn. Anh có thích được người khác nấu ăn cho mình không? Tất nhiên là muốn rồi. Nếu anh nấu ăn thì em rửa chén. Còn nếu em nấu thì anh sẽ là người rửa chén. Đồng anh, ý không? Ok. Anh xài tiền hao lắm, không biết giữ tiền. Em chỉ giỏi kiếm tiền thôi chứ không giỏi giữ tiền. Thì nếu vậy thì hai mình vừa làm vừa kiếm tiền vừa xài tiền được không? Ok. Không được em ơi, vừa kiếm tiền vừa giữ tiền em ơi. Khi mà lấy nhau thành vợ thành chồng rồi là tự khắc các bạn sẽ có cái bản năng về cái chuyện chi tiêu trong gia đình như thế nào, lúc đó là sẽ tự biết thôi. Anh thích con đầu lòng là con trai hay con gái? Anh thích con gái. Con gái hả? Dạ. Tại vì con gái nó thích dễ thương lắm, tại vì dễ mặc đồ, dễ mua đầm. Anh thích con những người con gái mặc đầm. Dạ. Yeah. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Có mặc đầm có nha, trong chỗ con làm trong số quần áo con thì con có hay kiểu như là pha trò cho những nhân viên ngồi cười á. Bữa nào con mặc đầm con livestream bữa coi. Có rồi. Không phải mặc đầm nữa mà cái kiểu áo như kimono của Nhật Bản á chú. Thử livestream thử đoạn coi. Bây giờ thử bán cái áo coi, bán cái đầm này coi. Để coi cái màn hình này. Rồi màn hình đó ok. Hello các chị đẹp, hello các chị ơi, hôm nay đến với em nha, hôm nay nhà em bán đầm rất đẹp nha, siêu đẹp luôn nè. Mấy chị coi nè, mẫu của em nha. Đây, mấy chị coi mẫu nha. Đầm hôm nay em sale, sập sàn sale cho mấy chị là gọi là
nhân dịp ngày lễ đi, lễ 8 tháng 3 đi, hôm nay 8 tháng 3 em tặng quà cho mấy chị nha. Mấy chị ơi mua đầm đi, đầm nhà em rất đẹp. Đó đừng may mấy chị coi nha, xuất sắc nha. Mẫu. Trời ơi, đẹp quá trời. Mẫu đẹp không? Trời ơi, mẫu đẹp mà đồ còn đẹp quá trời mấy bà ơi. Nè, vô coi là chim tôi nè, cái xeo sập sàn. Anh nghĩ rằng là hai đứa rất là hợp với nhau và hai đứa rất là năng động. Bây giờ thì mình tiến lại gần, mình nắm tay xíu, mình giao lưu về cảm xúc chút đi. Hai bạn nắm tay nhìn nhau, nắm hai tay luôn nào. Nắm hai tay, quay mặt vào đó, nhau. Bổ. Công việc em có bận rộn lắm không? Dạ cũng có. Em sẽ rảnh vào đầu tuần thôi. Rảnh vào đầu tuần hả? Dạ. Thì em cứ sắp xếp công việc đi, công việc anh cũng anh sắp xếp được ngày nào cũng nghỉ cũng được. Anh xin mời em đi chơi một bữa, đi khắp cái Sài Gòn này, anh sập sàn cái Sài Gòn này. Dạ. Anh xin giới thiệu là food boy. Em cũng hơi đông một xíu. Anh cũng đúng. Dạ. Em thấy bạn nam cũng rất là ấm áp ạ. Em nghĩ cũng sẽ rất là chiều bạn gái sau này. Giao lưu cảm xúc với nhau đã hết, giờ các bạn về chỗ nào. Nút bấm sẽ là quyết định tất cả. Bây giờ chị Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Tay nhau đi. Bây giờ mình có một nụ hôn tạm biệt như bao nhiêu cặp đôi khác. Không đi, không. Yeah. Hiện tại một mối tình tìm hiểu một năm á, nhưng là thấy không hợp nên là nói bạn đó là bạn thôi. Có nắm tay chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Dạ hai mối tình. Hai mối hả? Ông không có nắm tay mình đâu. Có. Chứ nhát như bạn nam sao? Chứ nhát như bạn nam sao? Đúng rồi. Nếu mình quen lên. Nếu mình quen một năm mà cái ông đó không nắm tay mình, nghĩ người ta làm sao? Không thật lòng. Không thật lòng. Thấy chưa? Thấy chưa Tiến? Xin được mời nhà gái. Rồi, chào cô gái, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi đi em trai. Nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, anh Nhìn Linh và anh bên kia và quý khán giả. Em tên là Ngô Thị Cẩm Tiên, em 22 tuổi, em ở Lâm Đồng ạ. Rồi, em làm công việc gì? Em làm nhân viên phòng vé xe khách ạ. Nhân viên phòng vé xe khách hả? Dạ. Em là làm ở trên Lâm Đồng luôn hay là ở Sài Em Đồng? Là ở quận Tân Bình chị. Rồi. Mời nhà trai. Mình tin giới thiệu là mình tên là Hồ Minh Tiến, 24 tuổi, quê ở Tây Sơn Bình Định. Tiến làm công việc gì? Dạ em làm bên cơ khí. Tiến làm ở đâu? Ở quận 12 An Phú Đông. À vậy cũng gần rồi, Tân Bình với quận 12 ha. Yeah. Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Ở với ông chủ. Ở với ông chủ. Ông chủ. Ở với ông chủ à. Ăn cơm đâu. Vậy luôn. Con cầm video, con cầm video đi con gái. Ăn cơm đâu nè? Con ăn cơm ở nhà ba con. À, vậy đây là ai nè? Chú của con. Chú tên gì? Chú của con tên là chú Tiến. Chú Tiến có người yêu chưa? Dạ con cũng chưa biết. Hôm nay con có muốn chú Tiến có người yêu không? Dạ muốn. Rồi. Rồi chút xíu con nói tiếp nha. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bên kia nghe đi Tiến. Biết nấu ăn, biết chăm gia đình, mọi thứ đều biết làm hết. Chào chị Ngọc Lan. Trời, đó là ưu điểm đúng không? Ngược điểm là khó tính. Khó lắm. Khó tính là gì Tiến? Dạ nhưng mà làm không vừa ý mình thì mình không thích. Vậy đó hả? Dạ. Làm sao mới vừa ý vậy em? Thì theo bạn nữ thôi. Thì theo bạn nữ thôi. Nhiều vấn đề lắm. Dạ nhưng... Nhiều vấn đề lắm. Giọng mình định rõ luôn. Rồi dạ. Nhà gái. Bây giờ nhà gái bớt rung chưa nè. Rồi nói về ưu điểm của mình nè. Nhược điểm của em là hậu đậu. Với lại ngại trước đám đông. Hèn gì em rung quá trời rung, đúng rồi đó. Rồi ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là... Ưu điểm thì em chỉ có vui vẻ và hoạt động thôi. Đúng rồi. Em là rất là nhiều ưu điểm nè. Em rất là dễ thương nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh nữa nè. Nói chuyện thì nhỏ nhẹ. Nhiều đó là nhiều ưu điểm rồi. Bên đây nè, đường tình duyên sao Tiến? Dạ, hiện tại một mối tình. Mối tình nó kéo dài không Tiến? Tìm hiểu một năm á. Nhưng là thấy không hợp nên là nói bạn đó là bạn thôi. Cô nói sao không hợp? Dạ, nhưng mà ăn chơi xa đồ. Quen nhau năm hả? Tìm hiểu thôi, một năm thôi. Tìm hiểu thôi hả? Có nắm tay chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Năm chưa nắm tay luôn. Dạ. Mình tôn trọng bạn nữ mà. Không nắm tay mới không tôn trọng nữa. Tại em không nắm tay nên. Không nắm tay mới chia tay đó. Ai cũng nói em vậy mà. Nói quen mà gái mà không nắm tay
chắc người ta nghĩ mình không thương người ta. Đúng rồi. Do ngại rồi, ngại ngắm tay đó. Hồi giờ không ngắm tay. Nhưng mà có nói với người ta là em ơi, người ta rủ em đi chỗ quán đó nói chuyện đó cầm tay mà. Em rủ quán cầm. Luôn á hả? Quán quán là chỗ nào? Thì ta uống cà phê rồi đủ đi chỗ quán đi. Cà phê mà quán gì? Không, cà phê xong đi vô đường quán á. Đường vắng là đường nào, cái cung đường đó tên gì mà vắng? Khu công nghiệp đó, khu công nghiệp Vship á. Hay là tại vô đường tối quá em sợ ma, cái em không có nắm tay được, em run quá. Mình biết chị muốn nắm tay mình mà mình không muốn thì thôi, giờ biết làm sao. Vậy là em đâu có thích người ta. Thì không thích xong em mới nhận làm bạn. Bây giờ quen làm ơn nắm tay giùm nha. Thì khổ cái mày chút thiệt luôn. Nắm tay. À, chào em gái. Dạ, chào. Bên kia sao nhát quá vậy? Mình có nhát không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mình mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình. Hai mối hả? Dạ. Mối kéo dài bao lâu? Dạ, khoảng tầm một năm, với lại khoảng mối tình sau là hơn một năm ạ. Ông không có nắm tay mình không? Có. Chứ nhát như bệnh nhau sao? Chứ nhát như bệnh nhau sao? Đúng rồi. Nếu mình quen, nếu mình quen một năm mà cái ông đó không nắm tay mình, nghĩ người ta làm sao? Không thật lòng. Không thật lòng. Thấy chưa? Thấy chưa Tiến? Quen một ngày thôi mà không nắm tay là tôi cũng chia tay liền. Trời đất ơi. Trời ơi trời, thời buổi quá. Này 2023 rồi. Ôi bà quá rồi, không được. Tao quen nhau từ từ nắm tay chứ. Bây giờ á, mình quen hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? Một năm, đại loại là một năm tháng hơn. Sao chia tay? Do bạn nam bất đồng quan điểm hay cãi nhau, với lại gì trong những cái thời gian mà quen nhau á, bạn đó càng ngày càng ích kỷ. Ích kỷ là sao? Thí dụ cụ thể một cái vấn đề gì đó đi, để cho bạn kia rút kinh nghiệm. Ví dụ trong những lần đi ăn á, luôn là tính toán chi ly. Em có dắt về nhà em rồi, nhưng mà không hề chi một đồng nào hết. Không chi được đồng nào miệng luôn. Thôi. Chỉ là được cái miệng thôi. Được cái miệng, không có chi. Đàn ông kỳ lạ ta. Trời đất. Sao Tiến? Em không nắm tay ta chứ em có chi tiền không Tiến? Em thoáng á. Hả? Thoáng lắm hả? Dù em không nắm tay nhưng em vẫn chi tiền hả? Vẫn chở đi chơi bình thường. Có chi ly không? Dạ không. Đó, được. Vậy được không? Dạ được. Được đúng không? Cái em cần là phải tôn trọng gia đình em. Tôn trọng gia đình em, bạn gái, được không Tiến? Dạ được. Người lớn phải tôn trọng rồi. Hỏi Tiến coi mẫu hình lý tưởng của Tiến đúng. Là gì? Dạ, cô em là cao 1m60. 60 hả? Thấp chút được không? Thấp cũng được, do ba mẹ đẻ nhiều đó đỡ. Sẵn nhiều đó giờ vợ không muốn cao không được đâu. Mình em muốn thôi, còn bạn gái bên kia lùng thì cũng chịu thôi, giờ biết sao. Số trời đã định hả? Dạ. Giỏi gì nữa? Hơi chán. Bây giờ lỡ đen thì sao? Đen cũng chịu luôn. Ba mẹ đẻ dạy đỡ dạy ở đâu ta chán được đâu. Số trời đã định. Dạ. Rồi hôm nay Tiến đi với ai nè? Đi với ông chủ chỗ làm. Ông chủ. Chào ông chủ. Chào anh Nguyên Linh. Chào mọi người trong khán phòng. Em là anh trai của Tiến. À, anh ruột á hả? À, anh họ. Anh họ dạ, đúng không? Anh họ. Tiến nhà nó hiền vậy không? Anh giả bộ. Người chững chạc như vậy thôi. Chú Tiến tốt không con? Dạ chú Tiến cũng thường thường chọc ma con. Nên con sợ. Chú Tiến ở nhà có nóng tính không? Dạ cũng không. Bây giờ con thấy đây là cô này là... Đúng là thím đó. Thím này được không? Dạ con thấy được. Lành mà lành ghê luôn á. Quá trời lành luôn, dễ thương mà rất là ngoan nha. Rồi ông chủ ơi, bây giờ cho hỏi là sao mình thấy cô này thấy hợp với lại Tiến không? Anh Tiến thì chắc phải mua vé xe khách đi nhiều lần chuyến mới có cơ hội gặp em này để tìm hiểu thêm. Thôi cảm ơn ông chủ nhiều ha. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình ạ. Một mình hả? Để đó chị Lan lo cho. Thôi mở rào cho hai nhỏ gặp mặt đi. Đúng ha. Đúng rồi chứ nôn lắm rồi. Mở rào. Hết luôn chưa? Hết rồi. Ừ. Thôi nào. Tặng anh cho anh thêm sức khỏe, em tặng cho anh. Tặng gì vậy? Hai miếng tạ tập cho anh lên cơ. Trời đất ơi, tao lấy ra coi Tiến. Cầm tập thử coi lên cơ không? Tập trước mặt em gái coi hợp không kìa. Cục tạ nặng quá ha. Này chắc tặng cho em gái. Rồi còn rồi. Nhà trai tặng cho nhà gái cái gì? Nhà gái mở ra cho khán giả xem đi. À, móc khóa bạn muốn hẹn hò. Dễ thương quá. À. Ủa vậy có móc khóa vậy luôn đó hả? Có chứ, bạn muốn hẹn hò. Này là em làm hay sao? Dạ. Là công việc của em đó hả? Trời ơi giỏi quá. Bữa nào làm tặng Quỳ Linh Ngọc Lan hai cái khóa đó. Có luôn hả? Rồi để con nó lên tặng coi. Họ làm ghê không? Dễ thương. Qua đây coi nào.
Hả? Tặng cho chú đúng không? Con tặng chú với cô luôn. Hả? Con tặng chú với cô sao luôn. Sao có một cái mà tặng hai người? Tặng hai người luôn. Ủa mà giờ có một cái mà tặng hai người là sao? Là hai người xài chung á. Là hai người xài chung á. Sao mà xài chung được? Bây giờ cô Lan muốn có một cái riêng à. Vậy thì cô Lan khỏi dùng đi. Sao vậy? Nhưng mà cô Lan thích cái này, cái này đẹp quá. Vậy chung chung cũng được mà. Trời đất ơi. Nó nói hay quá vậy ta. Trời ơi, đã quá. Con tên gì vậy? Con tên Nguyễn là Quân Cốt. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rưỡi. Trời ơi, cô xin mẹ cho qua nhà cô Lan chơi đi. Con đâu biết nhà cô Lan ở đâu. Cô Lan chở qua. Dạ. Ha, giờ xin mẹ đi, xin mẹ. Lành ghê luôn rồi. Chú Linh với con Ngọc Lan cảm ơn con nha. Đẹp quá trời đất luôn. Cái đèn sáng. Trời ơi trời. Cô Ngọc Lan vậy thôi, khỏi xài đi. 3, 2, 1 đứng dậy nè. Đó. Tụi mới sao mà đứng chung sân khấu được đó. Tạo điều kiện cho tự đứng dậy. Bây giờ nói chuyện ngoài hơi nhiều thôi, hai đứa nói chuyện nhau đi. Bạn không thích gì qua đàn ông? Em không thích gì qua người con trai. Em không thích người con trai nhậu nhẹt, với lại không biết chăm lo gia đình, không biết thấu hiểu phụ nữ. Anh thì chăm sóc gia đình bình thường, biết nấu ăn. Không, các em cần là thấu hiểu người con gái mình đang buồn lúc nào và vui. Mình phải biết cái cảm xúc của người con gái nữa. Tiếp xúc nhiều sẽ biết thôi. Đúng rồi anh, từ từ rồi anh sẽ biết. Về với em anh sẽ biết. Về với em anh hết nhắc gái. Về với em anh hết nhắc gái. Hỏi ơi, chừng nào em muốn có gia đình? Chừng nào mà muốn có gia đình? Chừng nào kinh tế hai bên ổn định là được anh. Chừng nào anh muốn lập gia đình? 2 năm. 2 năm hơi lâu á. Nói chung là tùy theo thôi. Được thì không cần 2 năm, 1 năm cũng được. Quen em anh có dám nắm tay không? Quen em anh có dám nắm tay không anh? Tìm hiểu kỹ thì vẫn nắm tay bình thường. Ủa chứ sao bạn gái quen vừa rồi 1 năm mà không nắm tay anh? Nói chung quen 1 năm mà ít khi gặp. Người đó ở quê đâu có gặp đâu. Em ở ngay Tân Bình này cũng dễ gặp mà. Tân Bình ở khúc nào ấy? Ngay Hoàng Văn Thụ, cần gần công viên Hoàng Văn Thụ. Lấy nhau rồi thì kinh tế ai là người nắm nè, ai giữ tiền nè, ai chi tiêu nè. Em thì không quan trọng ai giữ tiền cả. Quan trọng bạn đang có biết chi tiêu, đưa tiền chi tiêu hàng tháng hay không. Ví dụ như 1 tháng lương khoảng tầm 8 triệu về biết phụ chi với vợ con là được. Em không có giữ hết. Phụ tầm 50 hoặc 40-50 gì đó. Tùy lòng bạn trai à. Theo tiếng thì làm 8 triệu mình chi cho vợ nhiều nói đi. 4 triệu. Người ta nói là 50-40 như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là mình đưa, dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Đùa dữ vậy. Đùa dữ vậy. Đưa rồi ra đường không có gì đâu. Em ra đường em có xài gì đâu. Ăn cho nó bụng chết sao. Trời ở nhà vợ nấu cơm cho em. Con lo hết rồi. Ừ. Đi chơi bạn bè chứ. Đi chơi dắt vợ theo. Có vợ rồi tính đi chơi đâu nữa. Đi chơi với bạn bè, cái nào nên dắt thì dắt, cái nào nên không dắt thì rồi không chứ. Lẽ giờ tính cưới vợ xong đi chơi với bạn bè suốt vậy hả? Đâu có đâu. Lâu 500 ngàn thôi chị. Phải dành thời gian cho gia đình nữa. Thôi tôi phản đối, chị đưa 8 triệu đưa 7 triệu rưỡi. Không, 7 triệu rưỡi. Đưa 7 triệu thôi cũng được ha. Bây giờ bển đi làm ép vợ trai tôi giữ vậy. Bây giờ nè, tiến tới đây. Vụ này nó cần phải làm liền. Trời tay làm ngắt như đá luôn. Anh lạnh cái gì? Nắm tay thấy sao? Ấm áp. Ấm áp hả? Dạ. Chắc diệu kỳ lắm. Diệu kỳ lắm hả? Thì đúng rồi. Lần cuối cùng nắm tay là cách đây bao lâu? 5 năm. Trời ơi. Tim đập mạnh không? Mạnh rung tay rung chân luôn. Mạnh rung tay rung chân luôn. Nãy giờ nói chuyện mình thấy bạn gái, sao nói cho bạn ấy biết đi. Cho cơ hội nữa bấm nút nha. Anh muốn đi mua vé Tân Bình vậy đó, đi Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó. Em đâu đi xe khách được đâu, em đi xe máy em đi hoài. Em đâu có đi xe khách được đâu. Người ta bán vé mà nói vậy ai bán nổi nội. Nói lại. Nói lại. Bên nói em có vé phòng đôi luôn á. Đó. Phòng đôi mình dắt nhau về nhà má em. Đó. Đó. Mình qua mua vé đó là cái cớ để gặp em. Nói lại nào. Dạ, cuối tháng đi Lâm Đồng nha. Nếu có cơ hội thì đi. Thôi, được rồi, hai đứa về ghế nào. Trước khi đưa ra quyết định của mình thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy quyết định. Và khi đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Bấm nút bằng cả trái tim của mình chứ không phải vì một điều gì hết. Hai bạn nhớ nha. 1 2 3 Hết thời gian.
Chúc mừng hai bạn chính thức. Trời ơi, thấy không? Chưa nói gì là nói vô luôn liền. Quen rồi đúng không? Bây giờ là mê lắm. Bây giờ nắm tay sướng không? Sướng. Sướng ha. Bây giờ cái này nó mới hấp dẫn nữa nè. Vô vô. Giờ mình xin hôn một cái nha. Trời ơi. Ủa là gì vậy? Nói vậy mà mê. Tôi thấy kỹ luôn cái này nè. Lần đầu tiên tôi thấy người ta hung vậy đó. Ủa như vậy là hung chưa? Chưa. Hung rồi. Hung sao vậy? Vậy nè. Ai mà hung mà dựng như cái đầu luôn. Ờ một cái... Nhẹ nhàng mà tiếng nè. Để cầm lên. Nó vậy đó. Nào làm lại coi. Vậy cho. Rồi để cái tay lên cầm. Để nhìn cái cầm này đó. Rồi để vô. Mạnh vô. Hít. Hít. Bán tôi dạ. Bán không được mới quạo. Dạ không bán vẫn cười. Vẫn cười. Vẫn cười đúng không? Rồi hát bài cho vui đi nè. Dạ em không biết hát. Không biết hát. Trời ơi, phải bất động sản phải hát này kia chứ. Không phải, à. Hát xong mọi người chạy hết nữa thôi em hát. Dạ. À. Dạ, không biết hát. Có mấy mối tình này? Dạ, chưa có. Thiệt không? Dạ, thiệt. Chưa có luôn hả Tâm hả? Sao kỳ vậy em? Hay là tại cười hoài nữa? Chắc vậy. Hả? À. Lan cười tươi ghê không? Tôi cũng vậy, tôi cười quá trời cười, tôi cũng có mối tình nè. Thấy là đồng cảnh đó chị. Ừ. Rồi. Thiệt luôn là đó giờ em không có thích ai không? Chưa. Không thích ai luôn. Kỳ vậy ta? Dạ, cũng em nghĩ là chắc là do môi trường làm việc của em á. Với lại cái môi trường này em tiếp xúc á, hầu như là nữ không à. Nhưng mà hồi đó đi học là có cà rút anh nào không? À dạ không ạ. Không luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Em có cảm xúc không? Có gặp đó mà. Có gặp đâu mà có cảm xúc hả? Ủa nhưng mà nói tóm lại là giờ em thích, không thích đàn ông, chưa bao giờ có cảm xúc đàn ông luôn. Thì phải từ từ tiếp xúc nó mới có chứ, giờ muốn đâu ra. Không lẽ trong nguyên cái bệnh viện không có bác sĩ, không có y tá, không có điều dưỡng nào là đàn ông à? Dạ có chứ ạ. Nhưng mà em còn có vợ hết rồi. Làm gì có ai có vợ hết, không lẽ trong cả bệnh viện em mà không ai. Hèn gì vì vậy mà nên em mới không làm điều dưỡng nữa, em đổi môi trường đúng không? Chẳng sao. Rồi trong cái nhóm bất động sản không lẽ công ty em không có ai đàn ông hết trơn hả? Trời đất ơi. Vàng này không vậy đó hả? Sao xuống xui vậy? Dạ còn gái đẹp thôi ạ. Trong có trai đẹp. Rồi có thích gái đẹp không? Dạ có. Rồi chết rồi. Cái gái đẹp cũng thích sao ai thích nữa. Em cũng thích gái đẹp nữa hả? Dạ có, trai đẹp gái đẹp đều thích ạ. Có cảm xúc với gái đẹp không? Thích cái đẹp ạ. À. Thích cái đẹp. Dạ. Hồi đó giờ có nắm tay đàn ông lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Nắm tay em thì có. Trời đất ơi. Em trai có ạ. Người kỳ lạ vậy ta. Hình như còn sót lại vài người trên hành tinh này á. Dạ, trong đó có rồi. Em đó. Chắc vậy ạ. Trời hồi nữa mà bà được nắm tay chắc bà đứng bà cười ngất. Nghe thấy sao? À để hoang mang quá. Gì hoang mang? Nghe mình khoái chứ hoang mang gì? Hiếm lắm đó em. Nguyên luôn, nguyên. Đúng, nguyên đai nguyên kiện chưa khui luôn. Y nguyên luôn. Được á. Còn em có mấy mối tình đây? Dạ, em có hai ạ. Hai hả? Dạ. Mấy năm? Mối tình đầu tiên là cái thời em còn học sinh viên thì mấy năm? 3 năm. Rồi mối tình thứ hai? Tình thứ hai là từ lúc quen tới lúc mà chia tay là 6 năm. Quen lâu vậy đó hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Do bạn gái chưa muốn lập gia đình còn muốn lo cho em út học xong rồi mới. Còn em thì em muốn lấy. Dạ. Thế là em không chờ người ta, em bỏ người ta luôn. Là không phải em muốn, không phải bỏ mà em cũng cho bạn gái một thời gian dài để bạn gái suy nghĩ lại. Ừ. Nhưng bạn nhất quyết là muốn lo cho em út học xong. Ừ. Thì sao em nếu em thật sự thương người ta thì phải chờ chứ. Dạ. Em lo phụ luôn. Là em có nói là em phụ. Ừ. Nhưng mà bạn gái không có chịu. Không chịu luôn. Giống như kiểu bạn ấy giờ không muốn nữa, là muốn tự lập rồi, không muốn nhờ anh bà gì ta. Rồi thế tự nhiên em xa người ta luôn. Dạ, rồi sau này là em mới đi vào trong này em làm. Ừ. Thì từ từ tình cảm phai nhạt rồi. À, tức là buồn quá bỏ vô thành Hồ Chí Minh làm việc đúng không? Dạ. Từ từ phai nhạt đúng không? Dạ. À, đường tình duyên bên đây chắc trở ha. Thì bên đây suôn sẻ lắm. Ừ. Rồi thôi được rồi. Đến quan gặp cô gái thú vị này coi. Đổi chỗ nè. Hình như trong cuộc sống này còn có một vài người như em đó. Bởi con bé nó cười hoài đúng không? Thích đàn ông không nè trời? Dạ có. Không, hồi nào giờ em thích ai rồi em nói cho chị nghe coi. Ừ. Bây giờ ví dụ mình không thích bạn trai nhưng mà ví dụ mình coi tivi hay là mình coi cái gì đó mình có ngưỡng mộ một, mình có thích một cái người đàn ông nào không? Dạ Lee Min Ho. Gì? Thích Lee Min Ho. Lee Min Ho hả? Ho hay Ho? Ho khác, Ho khác nha. Kêu sao kêu à? Hả? Nên là bây giờ là mình ước ao là bạn trai mình là à, không, mình ước mình thích đẹp thôi nhưng mà à. Bạn trai thì tất nhiên không có như vậy đâu nên thành không ước cao vậy đâu. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Cao hơn em chút bởi vì em luôn. Rồi, cao có cao. Đó. Mặt mày sáng sủa. Sáng. Dạ. Nhìn là thấy thôi. Là sáng. Bắt đèn lắm. Dạ đúng rồi sáng. Ừ. Coi không có chỗ sủa. Rồi. Dạ. Còn gì rồi nữa? Gì nữa? Hiền lành, tử tế, cái thai nữa là cũng biết lo cho gia đình. Rồi công việc ổn định. Có hết á. Hình dáng sao? Mập ốm vuông tròn. Thì không mập hơn em mà được hết. Yên tâm. Dạ. Chắc chắn không hơn. Mỏng hơn em chút. Dạ. Mỏng nhiều cũng được nữa. Được không? Được ha. Dạ, hết rồi. Đơn giản. Đơn giản vậy mà trong cái cuộc đời của mình từ hồi nào tới giờ hả? Ai lướt qua lướt lại mà. Dạ, thì mà để mình thích được đó hả? Nó trốn hết rồi. Gì trốn? Ai đâu trốn? Biết. Trốn hết rồi. Bởi chắc bạn thích đàn ông hay gì á. Không, chắc bé này nó làm sao á. Không thích đàn ông hay sao? Nó còn giấu giếm cái gì á. Giấu cái gì á. Hay.
đúng không? Em cầm video nói giùm anh cầm coi. Cầm video đúng rồi, cầm video lên nói đi nhà gái. Cầm video nói giùm anh coi nào. Cho bạn ấy cái video, video cái video sau lưng kìa. Cái sau lưng cưng á. Em nói đi, em khuyên bạn em gì đi, em nói đi. Sao, hồi nào giờ sao? Này thì em gái của em thôi. Em gái luôn hả? Vâng. Ừ, sao? À, nhưng mà thực chất là bạn ấy không phải là không có bạn trai đâu. Ừ. Rất là nhiều đấy, nhưng mà bạn ấy không có cái tính giống như mạnh dạn để tiếp xúc với người ta. Ví dụ bạn ấy có thể ngồi một tí xíu, chỉ cần người ta có một cái ý gì á, gợi ý về sơ sơ thì bạn ấy có thể đi vào mặt. Cô ấy không có tiếp người ta nữa. Cho nên bởi thế nhưng mà này thế tới giờ này em có thấy bạn em của em là thích một người nào không? À không. chưa có cảm xúc. Lạ vậy đó. Có khi nào để ý bạn em có cảm xúc với phụ nữ chưa? À càng không luôn anh ạ. Tức là giống như chị Ngọc Lan vừa nói đấy, là chỉ có 102 á còn sót lại. Đúng rồi đó. Vâng. Không lẽ bạn em gái em là người phi giới tính hả? Không, cái này cũng phải phi giới tính. Này chắc bạn thân Hồ Quang Hiếu nè. Không có cảm xúc. Không có cảm xúc rồi, với lại là chưa đúng đối tượng. Tức là giống như là gọi là cái gì, hơi bạn ấy hơi cao một xíu. Cao thượng một chút. Hơi cao thượng với lại khó tính một xíu. Cao thượng là sao? Tức là hơi chảnh á, một xíu à. Cao thượng khác, chảnh nó khác rồi nha. À Lê Minh Quách Xanh đó hả? Dạ đâu có. Là chảnh đó hả? Trời bây giờ mình sẵn sàng cho cảm xúc của mình chưa? Làm gì sẵn sàng được, từ đó giờ nó chưa bao giờ có cảm xúc mà sẵn sàng cái gì? Trời ơi, sao tôi lo? Tôi lo quá vậy quá. Chưa có cặp nào hết. Nhưng mà thật ra cô này có duyên nha, dễ thương nha. Dễ thương mà nói chuyện rất là vui nữa. Hả? Có duyên dễ thương á. Làm gì có chuyện không có đàn ông nào theo. Rất là có đàn ông theo nhưng cổ không có cổ nào vô. Không cho ai một cơ hội nào hết. Trời ơi. Thôi được rồi, biết tính vậy được rồi. Kia làm sao? Thấy ngán không? Em thấy bình thường. Giờ sao bây giờ là cô gái mình nói vậy đó, mình cảm thấy là mình những cái kỹ năng của mình trước đây ấy, mình có thể chinh phục được cổ không? Em nghĩ là nếu có cơ hội thì em sẽ làm được. Đó, tự tin. Còn đàn ông là phải như vậy. À bé. Dạ. Bật mí cho anh một cái điều nhỏ nhỏ đi. Dạ. Em thích cái gì nhất nè? Dạ. Em thích cái gì nhất? Thì cái gì cũng thích hết. Hả? Sao? Cô này là cái gì cũng thích nhưng cái gì cũng không chịu. Mà cái gì cũng không thích hết. Khó hiểu, cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích hết. Cái gì không, cái gì cũng thích nhưng cái gì cũng không chịu. Đó. Đó. Cũng có thể vậy. Biết giống ai không? Này. Con bé An. Bạn nè, không mang đâu, coi vậy nó có mục đích rõ hơn cô này. Nó có thích, nó có thích người khác. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ hỏi tôi có cái gì không thích ở con trai? Có cái gì không thích không cưng? Dạ có chứ ạ. Cái gì? Này cái này quan trọng nè. Cái gì? Gia trưởng. Rồi. Quá em ghét lắm. Rồi. Đừng có rượu chè. Tức là vẫn có uống bình thường ít thôi thì được. Nhưng rồi. Mà nhậu cứ liên tục. Nhà là không được đúng không? Đúng rồi. Rồi gì nữa? Đừng cờ bạc cái gì đó là được rồi. À. Dạ. Dù như có người đàn ông nào là mua đất ở ngoài em thích không? À dạ có. Nhớ nha, tôi thấy chỉ có đường đó thôi. Cứ lại mua đất xong rồi bán rồi lại mua rồi bán hoài là có yêu em à. Thế anh Quỳnh Linh có mua không ạ? Hả? Mua à? Dạ, đất đẹp lắm. Ở đâu, ngang mấy dài mấy? Bà Rịa Vũng Tàu anh, làm nghỉ dưỡng thì đẹp. Ngang mấy dài mấy? Dài bao nhiêu cũng kêu đó. Dài bao nhiêu hả? Dạ. Ngang 3 và 2 mét thôi. À, thôi cái đó ngắn quá, cái đó để chỗ khác nó cho. Được rồi, giới thiệu đất bữa nay tôi ra Vũng Tàu mua nha. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi bây giờ chàng trai của chúng ta nè, thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Em muốn bạn gái là chịu khó làm ăn. Và cũng không thích bạn gái mà nhậu nhạt. Ở đây là chịu khó làm ăn rồi đó. À, còn ngoại hình thì em cũng không cần phải cao ráo xinh xắn gì cả. Quan trọng là biết thương yêu nhau là được không? Bên này á, một cô gái phải nói là có gọi là chí hướng đó. Dạ. Làm ăn ta từ mà điều dưỡng là số 1 rồi. Giờ qua làm bất động sản nữa, nhanh nhạy ha. Lanh lợi, thông minh. Cô này lanh lắm. Lanh hả? Dễ thương nữa. Dạ. Anh đánh giá cô này là ok đó. Vấn đề có chinh phục được quấy không thôi. Vấn đề có mua đất được quấy thôi. Mua đất xong rồi quan trọng nếu em mua đất được nhưng phải ra điều kiện là cổ ở đất đó thì mới mua. Vậy đi nãy nha. Là, nãy là chúng ta đã hỏi nhà gái rồi. Ừ. Đúng không? Bây giờ chúng ta hỏi nhà trai đi. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em và bạn của em. Dạ. Chào nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À, chào bạn nữ bên đây. Ừ. Dạ, em đi cùng với Nhung, em là bạn thân của Nhung. Thân hả? Thân mấy dạ. Năm rồi? Dạ cũng lâu rồi chị. Bạn Nhung dễ thương không? Bạn Nhung hả anh Linh? Ừ. Nói chung là hiền, không biết uống rượu. Ừ. Và vui vẻ lắm. Có gia trong công không? Việc thì ảnh làm có trách nhiệm lắm chứ không có gia trưởng không? Dạ không. Uống lậu lạo gì ai không? Dạ không. Có nhậu không? Không. Chỉ là anh em nãy kia tiệc tùng mình ngồi nói chuyện chơi thôi chứ không có uống. Chơi xỉn về hả? Không, nhắm môi nãy kia thôi chị ơi chứ không có nhắm uống. Nhắm môi thôi đó được rồi đó. Giống như tiêu chí của em rồi đó. Em thấy cô gái của chúng ta như thế nào? Dạ nói chung là em thấy bạn nữ bên đây thì nói chung là vui vẻ. Hòa đồng thì nói chung là hai bạn một chút gặp nhau thì nếu mà cảm động thì mình nhấn nút cho nhau cơ hội thôi. Rồi thôi nhà trai anh mình cảm nhận nhà gái chứ cảm nhận nhà trai thế nào? Không ai tiếp tục coi. Đại diện trong nhóm bạn của bất động sản thôi. Trời mấy cô này mà đi sale ạ, chịu nói. Em cũng đại diện là chị gái của bé Tâm.
À, thì thôi bây giờ mình chơi cái trò thử thách đi tao. Tức là hơi khó một xíu. Thử coi có một tí gì rung động hay không. Thì ta thử thách là mua đất nhanh Quyền Linh nói đi. Ta đã giả vờ. Coi như bên gái giả đò bỏ lỡ một tí xíu ra. Thử xem như thế nào. Vậy đi. Thôi em, ráng cái này. Ráng cái này coi giúp cho em gái có KPI tốt coi. Rồi bây giờ có muốn nhận xét gì về nhà trai không? Ai nói không được em nói đi, em thấy là bạn trai sao? Em là em gái của chị Tâm ạ. Thì em thấy anh cũng hiền lành thật thà. Thì hai anh chị cũng đã lên đây rồi thì cứ cho nhau một cơ hội ạ. Dạ. Anh thấy chị em khó cho cơ hội quá. Hay không? Ừ. Thôi bây giờ không có hỏi nhau nữa mà để hai bạn tự hỏi nhau đi. Mở rào. Mở đi. Cái ca này nó khó quá. Tới đi Nhung. Đừng để Nhung nhằn nha. À, gặp nhau ngoài này có món quà tặng anh. Dạ em cảm ơn ạ. À, thì em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Rồi, cảm ơn. Như là kỷ niệm ạ. Mở coi gì vậy Nhung? Để chị cái voucher mua bất động sản đó. Gì vậy? Chết thắt lưng rồi nhỉ. Hả? Chết thắt lưng ạ. Thắt này chắc phải cắt bớt quá. À, lần đầu gặp nhau thì cũng chẳng biết nói gì. Anh cũng chỉ biết chia sẻ với em chút về công việc của anh. Dạ. À, hầu như là không có ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là làm hết. Và cái thứ nữa là công việc thứ bảy chủ nhật còn nhiều hơn ngày thường. Nên là nếu như mà có gặp nhau thì mình sẽ phải sắp xếp thời gian từ trước. Yeah. Vì thời gian đa số là dành cho công việc nên là đi từ sáng đến tối mới về. Nên là nếu như mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á. Yeah. Thì anh cũng mong em hiểu, thông cảm cho anh. À, cho em hỏi là mình làm bên gì anh? Làm bên máy lạnh nhá. Máy lạnh điều hòa ngoài Bắc mình gọi là điều hòa đó. Ở trong này gọi là máy lạnh. Yeah. Thì công việc của em cụ thể là em làm như thế nào và em làm ở đâu? Dạ. Yeah. Em á hả? Em thì trước kia em làm điều dưỡng. Sau đó thì em cũng mới nghỉ được hơn năm, em chuyển qua làm bất động sản ạ. Là bây giờ anh làm ở đâu? Em làm dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Vũng Tàu. Dạ. Còn anh thì làm ở khu vực Sài Gòn này. Dạ vâng. Nếu như mình có duyên thì có thể đi về Vũng Tàu xem một chuyến. Dạ vâng ạ, mát mà. Dạ. 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 Em thì cũng lần đầu mới gặp anh thì cũng chưa có biết gì nhiều về anh. Thì hy vọng là thông qua chương trình này cũng như nhờ anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan kết nối. Không có nhờ gì ai tìm... cho bây giờ không có nhờ ai cho nữa. Tự mình đang ngồi đối diện với nhau đó. Mình sẽ nói chuyện cũng như là cho nhau cơ hội đó. Dạ. Anh có cái điều này muốn nói với em. Anh muốn sau khi nhìn ra em anh có muốn có một câu hát muốn tặng ra. Dạ vâng. Mà anh muốn nghe không? Dạ có. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm. Trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng em cười như những nụ hồng. Đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giáng trần. Lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh xuyên. Tình ta mãi lưu truyền nỗi nàng tiên quá dịu hiền. Của đời anh người ơi anh ước mong có vậy thôi. Hồi nào giờ có được con trai nói những cái lời đó với mình chưa? Dạ chưa. Rồi vậy là giờ chắc rung động dữ lắm rồi đó. Hỏi anh này hát hay ạ. Nhung hỏi Nhung, em khoảng bao lâu thì em định lấy chồng gì đó? À, thì nếu như mà được quen được nhau mà tìm hiểu nhau thì em dự định là khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Dạ. Càng nhanh càng tốt. Hay quá, đúng ý anh. Thiệt không trời? Càng nhanh càng tốt luôn hả? Bây giờ mình vẽ một tương lai đi. Dạ. Hả? Bây giờ hỏi anh giờ thí dụ anh với em lấy nhau thì mình ở đâu? Mình làm gì? Anh về Vũng Tàu hay là em về đâu đó? Dạ. Em sẽ lên Sài Gòn, nếu như mà mình lấy nhau thì em lên Sài Gòn hay em muốn ở dưới Vũng Tàu? Công việc của em hiện tại đang chủ yếu dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Nên thành ra nếu mà lấy thì lúc đó thì chắc sẽ theo lấy ai thì theo đó ạ. À? Anh thì công việc chủ yếu là ở khu vực Sài Gòn và lân cận bên canh Long An nó rất là rất là nhiều. Nên là đa số là nằm ở trên này là nhiều. Dạ. Và bây giờ nhà riêng chưa có thì em có xác định là sẽ ở trọ cùng nhau không? Em ở trọ thì bình thường thôi ạ. Dạ. Bởi vì anh bây giờ cũng chưa có nhà riêng, bởi vì anh cũng dự định là làm 1-2 năm nữa sẽ mở một cái cửa tiệm riêng để mình vừa làm vừa sửa chữa cho người khác luôn. Dạ vâng ạ. Gửi tiền từ từ mua đất đi, người ta biết giá đất đó. Làm từ từ sau này kiếm một mảnh đất thì em tự kiếm và anh trả tiền. Dạ. Đất thì khi nào cũng có sẵn á. Quan trọng có tiền hay không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, bây giờ mình tính tới chuyện hôn nhân đi. Dạ. Quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào? Hai bạn chia sẻ với nhau. Riêng anh thì không thích đùa giỡn trong cái chuyện tình cảm. Bởi vì bây giờ mình cũng không còn trẻ nữa. Yeah. Mình quen là mình quen nghiêm túc và có một cái hướng đi xa hơn. Yeah. Còn trong chuyện tình cảm thì anh không muốn gọi là mình đùa giỡn một cái gì hết. Còn đùa vui với nhau thì là mình thoải mái, vô tư thoải mái. Anh cũng thích rất thích là đùa. Yeah. Còn khi mà những ngày mà anh đi làm về rất là mệt mỏi. Đi làm cả ngày mệt lắm, đầy nắng, bởi vì đi ngoài đường đầy nắng suốt. Nên là về mệt lắm thì tối thì có thể không gặp được nhau thì mình sẽ chia sẻ với nhau qua những dòng tin nhắn. Yeah.
Dạ. Thì công việc của em cũng nói chung là cũng nhiều khi là cũng đi tới đi lui rất là nhiều chỗ. Thứ hai không phải khi nào cũng đi sớm với em về đúng giờ được. Nói chung là cũng không có ổn định một thời gian nào cả, khi đi khi không. À. Nên thành ra nếu mà cái đó tính xa hơn thì hy vọng anh cũng thông cảm. Dạ. Dạ. Mà bây giờ chuyện con cái nè. Dạ. Bạn bàn với nhau đi. Cái đó bàn sao đi chị? Bàn luôn đi chứ để lỡ mày mốt rồi tới lúc đó rồi không có hợp nhau. Giờ muốn đám cưới xong rồi đẻ con liền hay từ từ mới đẻ, hay là các bạn thích bao nhiêu con, hay là thích con trai đầu hay gái đầu, hay bạn bàn với nhau đi. Theo em thì em thích con trai con gái? Trai gái gì cũng được hết ạ. Thích mấy đứa? Gì cười? Thích mấy đứa? Thích đông. Đùa gái hay trai chị hai là đùa em. Nói chưa? Không bàn đâu ra câu chuyện không? À. Cổ chưa bao giờ nắm tay con trai luôn, em bước đó. Tới đi. Chỉ người ta cách. À nha, có thể nắm tay em được không? Đúng. Nắm đó, tới cũng bả cười nè. Tới luôn, tới nắm luôn. Anh hy vọng là khi em đồng ý nắm tay anh, dạ, không chỉ dắt em qua chương trình, dạ, mà sẽ cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Trời ơi. Nè, đây này chị cơm cho. Rồi đứng dậy. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng vui múa vui. Nhìn nhau nè. Đó, hai bạn cảm nhận như thế nào về nhau? Thì những gì mà anh chia sẻ với em thì đều là thật lòng. Dạ. Hy vọng là sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có cả em ở bên cạnh anh. Dạ. Nhìn thẳng nè. Dạ, nhìn thẳng luôn, không liếc đâu hết. Đó giờ chưa nhìn trai kỹ nè bà này. Bà không có cảm xúc ra. Nhìn thẳng đây coi. Nhìn thẳng sâu vô đáy mắt coi. Đó. Không được nhìn đâu hết, nhìn thẳng vô. Dạ. Hai bên 30 giây chúng ta nhìn thẳng với nhau để tìm nhau một cái gì đó, coi mình có trong đời nhau hay không, ánh mắt mình có trong ánh mắt của người kế bên hay không. Có cảm xúc của em không? Bây giờ thế nào rồi Nhung? Nó mông lung lắm anh chưa? Nó mông lung lắm hả? Cũng cảm xúc nó run lắm anh. Mông lung khác, nó run khác ha. Nó nhùng nhằn lắm. Nói chung là em thích bạn gái. Em thích, đúng. Cô thật ra cô gái này nhiều người thích lắm nha. Dạ. Với cái tính cách cô ấy á, bây giờ em nhìn Nhung có nhằn không? Nhìn kỹ, thật ra là anh muốn để cho bằng Tâm này nè. Dạ. Anh nhìn thật kỹ bằng Nhung ha. Đấy, không có giỡn nữa nha, bây giờ là không có vui, không bán đất, bán gì, bán đai ra đây nữa nha. Bây giờ mình cảm xúc con tim mình thế nào, nắm chặt tay nhau nè. Cứ nắm chặt tay nhau đâu. Đó, anh nhớ ít nắm tay thằng ông lắm. Bây giờ mình, tất cả cái tâm hồn mình nó dồn hết vô cái lòng bàn tay của em. Để xem có cái cảm nhận thế nào. Bởi người này chưa bao giờ thích ai cả, cũng không có cảm xúc ai cả hết trơn á. Đó. Nhìn thôi, nhìn nhau coi, nhìn Nhung coi. Nhìn. Nhìn đàng hoàng, nhìn thẳng vô coi. Đừng có né nữa. Nhìn coi có cục ghen không. Nhìn kỹ vô. Đó. Để chúng ta lắng động, mình sẽ giữ cảm xúc đó. Thôi được rồi. Một chút để chúng ta cảm nhận về nhau. Ngồi xuống ghế đi các bạn. Quan trọng là bằng Tâm thôi. Hai bạn đưa tay vào nút bấm. Thật ra chưa bao giờ bằng Tâm có một cảm xúc với một người nào đó. Đó cũng là một điều rất là khó. Ha. Rồi. Những hai giây để tay vào nút bấm. Những giây phút vừa rồi là những giây phút rất là ngắn, nhưng nó rất là quan trọng để các bạn xác định được cảm xúc của mình. Ở đây trong câu chuyện này, chị Lan thấy là quan trọng là bạn Tâm suy nghĩ như thế nào và cảm nhận như thế nào về đôi bàn tay đó, về ánh mắt đó. Như phía nhà trai là tôi thấy nhà trai là rất là muốn bấm rồi. Còn riêng nhà gái thì tôi không biết như thế nào, và cao này rất là khó. Cho nên là không, bây giờ là không phải là lúc đùa giỡn nữa. Phải nghiêm túc, thật sự nghiêm túc với lại cảm xúc của mình để mà đưa ra một cái quyết định. Và sau khi các bạn quyết định là các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình, chứ không phải chúng ta lên đây để giỡn, để bấm nút rồi thôi. Ha? Nếu không thích, chúng ta không nên bấm. Bởi vì bấm chúng ta sẽ làm mất cơ hội của người khác. Còn nếu chúng ta cảm giác rung động, mình cho người khác cơ hội. Và thật sự bấm bằng trái tim của mình nha. Không bấm để vui, không bấm vì một điều gì khác cả. Các bạn có quyền không bấm. Nút bấm đó nhường cho nhiều người khác. Nhưng phải bấm thật sự nha. Nào, chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Đấy. Chúc mừng em. Chúc mừng hai bạn. Trời, tôi mừng quá. Đó. Nắm tay nhau đi. Này, nắm thế này. Thật sự là anh đã cố gắng nói hết sức để cho thấy được cái tầm quan trọng khi bấm nút. À, anh chỉ lo là bằng Tâm bạn vui rồi bấm đại thôi. Thật ra là nói như thế để Tâm cho mình một cơ hội. Để cho một cơ hội để có thể tiếp xúc một chàng trai nào đó. Biết đâu nó sẽ là một bước khởi đầu trong tình yêu của bạn. Ha? Ở đây thì hôm nay là anh nghĩ Nhung là hạnh phúc đó. Bởi một cô gái dễ thương và có
cái ý cầu tiến, có một ý cầu tiến rất là cao luôn đó. Dạ. Nha. Và cô hạnh phúc chưa bao giờ cô nắm tay ai, mà chưa bao giờ cô cho ai một cái cảm xúc nào hết. Có thể nhìn sâu đáy mắt của em nó có cái gì đó nó nhùng nhằn chút xíu, cô muốn xem cho kỹ để bấm nút đó mà. Cảm giác sao em gái? Dạ hơi run. Hơi run đúng không? Dạ. Chị Lan hy vọng rằng là em gái sẽ mở lòng mình ra để biết được là mình đang cần cái gì, mình muốn cái gì, và để cho người khác tiếp cận sâu hơn với mình và để người ta hiểu được mình. Và hy vọng rằng chàng trai, những cái gì lúc nãy em hứa với chị Lan rằng là em tin em sẽ chinh phục được thì em phải cố gắng làm được. Dạ. Nha. Rồi bây giờ sẽ là một số phần quà dành cho các bạn, một chút thì có phần quà của nhà kìa, để đó Trăng biết rồi không cần nhắc nha. Cái gì vậy? Các bạn có chỉ nhắc hoài người ta biết hết tất cả mọi thứ luôn, các bạn không cần phải nhắc nha. Để lên đi. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Dạ, cảm ơn. Bây giờ nhà gái lên tặng hoa rồi ôm một đống này nữa, ôm sao? Các bạn hiểu không? Đây là Aquacilin lăn ngách không mùi đến từ châu Âu, hết mùi hôi khô thoáng ngách đến 72 giờ gửi tặng cho hai bạn. Đây là bộ phần quà tặng của mắm Trí Hải. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ạ. Dạ, còn nữa ạ. Đây là phần quà tặng đến từ nhà tài trợ thép Vina Kiway, thép xây dựng Nhật Bản, gửi tặng cho hai bạn. Em cầm rồi, đây là phần quà các bạn. Dạ, cảm ơn. Rồi, các bạn đi xuống bên đây và nhà gái sẽ tặng cho các bạn hoa, một bó hoa. Hãy chào nhà gái, chào nhà trai đi. Em đi xuống luôn. Nó thế này lấy hình đẹp không? Rồi. Hai bạn, mời hai bạn. Chúc hạnh phúc nha. Như vậy là cặp đôi họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Này các bạn. Mời nhà trai. Mời em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào MC Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Chào xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Minh, em 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Ngàn Hoa và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đà Lạt đúng không em? Dạ, đúng ạ. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giám đốc. Em có công ty cung cấp thức ăn cho các căng tin trong thành phố. À, dạ. Là ở quận mấy em? Dạ, em làm ở quận Tân Phú ạ. Mời nhà gái. Nhà gái dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và toàn nhà trai và toàn thể quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đinh Phạm Minh Hậu, năm nay 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em làm kỹ thuật viên spa. À, rồi quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Nông ạ. À. Rồi nhà gái của chúng tôi quê Đắk Nông làm việc tại Bình Dương. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em đó là vui vẻ, hòa đồng, tính tự lập rất cao, chu đáo và rất là chịu khó. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em à? Em có khuyết điểm là có lúc hơi nóng tính nhưng mà có chừng mực. Và ngoài ra em có một khuyết điểm là kỹ năng làm việc của em rất là nhanh nhưng mà em ăn rất là chậm, cho nên nhiều lúc gây khó chịu cho những người mà lần đầu đi chơi hoặc đi ăn với em á. Nên không biết. Em ăn chậm, ăn chậm là sao? Là em ăn em ngồi nhơi hay là em? Dạ, em không ăn, em không ngồi nhơi mà em vẫn ăn bình thường, vẫn ăn đều nhưng mà sau đó là ăn chậm hơn mọi người khá là lâu ạ. Em nóng tính dữ không? Dạ không, em còn không nóng. Nóng dạ như giống anh nãy không? Dạ không, nóng. em nóng tính với nhân viên là nhiều ạ. Ừ. Em nóng tính với nhân viên là nhiều. Vì nhân viên làm nó hơi sai nhiều, nhiều lúc em dặn trước rồi mà họ vẫn làm sai lệch ý của em. Tức là nóng tính nhân viên đúng không? Dạ, nóng tính nhân viên. Còn anh nóng tính với biên tập á. Em hiểu không? Dạ. Cái gì mình dặn rồi, mình biết rồi mà cứ hoài đó, hiểu không? Dạ đúng đi, đúng ý em cũng gần giống vậy không ạ? Anh vậy đó, nóng anh la liền. Anh bực mình lắm, anh hay quạo lắm. Nhưng mà quạo rồi thôi à. Ừ. Quạo rồi thôi, vô cũng cười hề hề. Rồi, nhờ mời nhà gái. Nhà gái nói về mình đi cưng, ưu điểm. À, ưu điểm của em là nhẹ nhàng. Chị thấy em là nhẹ nhàng rồi. Dạ. Em nói nó cũng nhẹ nữa. Em nói to lên tí cho bên dạ. kia nghe. À, nhẹ nhàng. Đúng không nhớ gì luôn. Đúng quá hả? Dạ. Không mà nóng tính mà nhờ nhẹ nhàng đỡ. Cũng không? Còn nóng tính mà gặp mà lớn tiếng thì là chắc gọi là dễ quạo luôn á. Nhược điểm của em là hay quên. Nên hay quên lắm luôn. À. Bên đây là hay quên lắm. Mình có quên không em? Dạ không ạ. À. Giám đốc sao quên được đúng không? Đúng rồi, em nhớ rất là giỏi. Hai bạn một ngày bao nhiêu suất ăn mà quên là mệt lắm ha. Dạ, ngày mấy ngày suất ăn mà coi như phải làm. Mấy ngày suất luôn hả? Dạ. Ui, hay dữ ta. Em cung cấp cho hai suất ăn cho MC mỗi ngày được không? Dạ được ạ. À. À. Đúng rồi. Để tôi qua tôi xin. Giờ một giờ cũng đói rồi đó em. Ở đây nó cho ăn cam khổ lắm em. Bây giờ mỗi ngày em cho hai MC ăn được không? Hai MC ăn ngày có ba cử hả? Dạ. Được không? Dạ được ạ. Em mà cung cấp thức ăn cho chị Lan á là thức ăn em dễ bán đắt lắm á.
Bởi ngoài chỉ ăn chứ còn rủ bạn bè mua nữa kia đó. Chỉ có cái mù thiếu thôi. Ừ. Giỡn thôi chứ nè, bây giờ nói không có giỡn nghe. Là muốn ăn thiệt chứ không có giỡn. Chơi đồ ăn. Ờ, cần em cung cấp thiệt chứ không có giỡn. Nghiêm túc nào, ăn là phải nghiêm túc. Nha. Một lời đề nghị. À, đề nghị là cung cấp thức ăn đàng hoàng. Thiệt, chút xuống chỉnh là gọi điện thoại liền để ăn chiều nha. Dạ, không ăn tại em chỉ cung cấp từ buổi sáng thôi à, sáng sớm. Trời ơi. Dạ. Sáng sớm giờ. Mấy giờ em? Dạ, thông thường là 5-6 giờ. Ai ăn sớm như vậy? Dạ, học sinh ạ. À. Học sinh hả? Dạ. À. Không, bỏ qua chuyện đó đi nha. Dạ. Mình đang quạo quá cái mình nói lum la. Giờ vô chủ đề chính là nói cho chị Lan nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. À. 2 mối tình đầu đều có dài 2 năm, còn mối tình gần đây thì chỉ có 6 tháng. Ờ. Dạ. Sao chia tay? Dạ, nó cũng giống như bao cặp đôi khác, nó cũng tùm lum phía cho hết chị. Bây giờ trong 3 mối tình mình chia tay rồi đó, mình thấy mình có sai điều gì không? Cái mình có khuyết điểm gì trong cái những cái câu chuyện tình đó không? Để mình rút kinh nghiệm chứ. Dạ, trong các mối tình đó thì em thấy bạn nữ sai nhiều hơn là em ạ. Tại vì trong các mối tình đó đại đa số là bạn nữ cắm sừng em là nhiều. Và sau đó em vẫn tha thứ nhưng mà vẫn mắc lỗi lại. Cho nên em sau đó em là cương quyết là từ bỏ. Cương quyết cưa sừng bỏ hả? Cương quyết từ bỏ bạn nữ đó không theo nữa. Đúng rồi, phải cưa sừng bỏ luôn chứ. Dạ. Để cái lớp sừng mình hoài đúng không? Rồi, thấy tội nghiệp không? Nhưng mà sao mà để mà bị cắm sừng tới 3 lần? Thì người ta thương quá thôi. Dạ. Thương quá hả? Dạ, thì em cũng hay dễ tha thứ chị. Chung thủy đó. Dạ, em rất chung thủy. Đúng rồi, đàn ông bao giờ cũng chung thủy em ơi. Nói thật không, không có chuyện. Còn gì nữa? Nói kể cho chị Lan nghe bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Rồi sao? Dạ, mối tình đầu thì kéo dài có 3 tháng ạ. Hả? Dạ. Ít vậy? Dạ. Rồi mối tình thứ hai?